Ở chiến thắng trước quân xâm lược Nguyên Mông, Vương Triều Trần vẫn không quên được một mối nhục đến từ một thành viên nổi trội của hoàng tộc, con trai của vua Trần Thái Tông, đó là Trần Ích Tắc, một người cực kỳ thông minh, văn tài bậc nhất, tinh thông lục nghệ, thậm chí cả những nghề chơi vặt vãnh như đánh cờ, đá cầu cũng đều xuất sắc. Nhà Trần xuất thân từ nơi thôn dã, lập nên cơ đồ nhờ binh nghiệp và tài chính trị nhưng ít học. Đến thế hệ thứ hai sau khi nắm quyền, nhờ việc giáo dục bài bản cho xứng với địa vị hoàng gia, lập tức đã có ngay một loạt nhân vật học vấn uyên bác, sành về văn thơ như Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn. Nhưng nghề chính của họ vẫn là võ chứ không phải là văn. Các vị vương gia thế hệ này hầu hết đều là tướng giỏi và hoặc là nhà quân sự xuất sắc. Bên cạnh Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, còn có Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư. Nhưng riêng Trần Ích Tắc lại thuần là một con người của văn chương chữ nghĩa. Triều Quốc Vương nổi tiếng là người tài hoa, hào hoa phong nhã bậc nhất kinh kỳ, một người sành sỏi và tinh tế trong cả văn chương và các ngón chơi, kết giao với những bậc văn nhân học rộng tài cao thời ấy. Phía bên phải phủ đệ của mình, ông mở học đường để chiêu tập văn sĩ khắp nơi về ăn học miễn phí. Trong số người từng qua phủ Triều Quốc có cả Mạc Đĩnh Chi, Trương Hán Siêu. Ích Tắc lại là người có tham vọng lớn, tự cho tài nghệ của mình chẳng kém ai. Trong lòng ông ngầm bất phục khi hoàng huynh Trần Hoảng được vua trao ngôi báu, chính là Trần Thánh Tông. Là phận em nhưng Ích Tắc vẫn nghĩ ngai vàng phải thuộc về mình. Việc ông ta đầu hàng giặc Nguyên sau này vẫn được đánh giá là do hèn nhát, nhưng chắc hẳn một phần cũng vì tham vọng. Triều Quốc Vương tính toán rằng nhờ thế lực của quân Nguyên, ông sẽ chiếm được ngai vàng. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thực ra ngay từ trước đó ông từng gửi thư cho nhà Nguyên, qua tay thương nhân phương Bắc xúi giục quân Nguyên vào, ông ta sẽ làm tay trong giúp đỡ. Khi quân Nguyên xâm lược, vua Trần mở hội nghị bình than để hỏi ý kiến các vương hầu. Trong khi phần lớn tôn thất xin đánh, kể cả cậu thiếu niên miệng còn hơi sữa Trần Quốc Toản, thì Ích Tắc cầm đầu một nhóm nhỏ muốn hàng. Vào năm 1285, cả nước đang gồng lên chống lại 50 vạn quân Mông Nguyên, thế mạnh như trẻ tre, nghiền nát bao nhiêu cánh quân Việt và khiến kinh thành Thăng Long thất thủ. Hai vua rời kinh đô, cùng toàn dân chống giặc. Dù tình thế nguy nan nhưng tinh thần sát thát vẫn dâng ngút trời. Trong khi đó, Trần Ích Tắc mang cả gia quyến cùng một số người khác trong hoàng tộc dâng thư hàng giặc. Lập tức, chàng hoàng tử tài hoa của vua Trần trở thành con bài quý trong tay nhà Nguyên. Trần Ích Tắc tính rằng, thế nước nguy nan đến thế, quân Nguyên mạnh đến thế, vó ngựa của chúng đã làm cỏ khắp gầm trời, ngay cả nhà Tống ở Thiên Triều cũng bị chúng nuốt chửng, thì giá gì chút Đại Việt còn con. Đại Việt chắc chắn thua trận, vô tôi nhà Trần đều thành tù binh cả, thì lấy ai trị tội làm phản của ông ta? Việc ông ta sớm ra hàng là một nước cờ khôn ngoan, bởi khi đó ông ta sẽ là người duy nhất có thể ngồi lên ngôi báu. Ông Hoàng Triều Quốc càng tin vào điều đó khi vừa hàng giặc, ông đã được hứa sẽ tâu với Hoàng đế nhà Nguyên cho làm An Nam quốc vương. Trần Ích Tắc không thể nào ngờ nổi, chỉ mấy tháng sau khi ông ta hàng giặc, đại quân Nguyên Mông đã bị đánh tan tác, thoát hoàn tháo chạy về nước, Trần Ích Tắc và những kẻ đầu hàng khác lóc cóc chạy theo. Không cam lòng, chưa đầy một năm sau nhà Nguyên lại một lần nữa đưa quân vào Đại Việt, với lý do đưa An Nam quốc vương là Trần Ích Tắc lên ngai vàng. Rồi chỉ ít lâu sau, vị vương gia của nhà Trần đã lại theo quan thầy chạy trối chết về phương Bắc, không một lần còn lấy lại quê hương. Thực ra sau lần đó, vào cuối năm 1293, nhà Nguyên vẫn có kế hoạch đưa Trần Ích Tắc về nước một lần nữa trong đợt xâm lược thứ tư. Nhưng vào đầu năm 1294, Hoàng đế Hốt Tất Liệt qua đời nên việc này bị hủy và không bao giờ được nhắc đến nữa. Số phận của Ích Tắc ra sao trên đất Trung Quốc khi dã tâm xâm lược Đại Việt của những kẻ mà ông ta liếm gót đã bị đè bẹp? Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ viết một câu ngắn gọn. Sau khi quân Nguyên thất bại, Ích Tắc trong lòng hổ thẹn chết ở đất Bắc. Tuy nhiên, sách Nguyên Sử của Trung Quốc lại chép khá nhiều thông tin về nhân vật này của nước Việt với nội dung hoàn toàn khác. Theo đó, trong hơn 40 năm rằng giặc sống trên đất khách, Trần Ích Tắc làm quan cho nhà Nguyên. Ông ta giữ chức hồ Quảng Bình Chương chính sự, sống tại Ngạc Châu, nay thuộc Hồ Bắc, được lần lượt gia phong đến chức Ngân Thanh Vinh Lộc Đại Phu, rồi Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, Nghi Đồng Tam Tư. Thậm chí một năm sau khi ông ta chết ở tuổi 76, nhà Nguyên còn truy phong vương tước cho ông ta, gọi là Trung Ý Vương.
Trong lịch sử Việt Nam, Trần Ích Tắc mãi mãi là người bị lên án nguyên rủa, là con thứ của vua Trần Thái Tông. Ích Tắc có những người anh em sau này trở thành những người đóng góp nhiều công lao cho đất nước trong ba cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Người anh thứ hai là Thái tử Hoàng, tức vua Thánh Tông, cùng Thượng hoàng Thái Tông lãnh đạo thành công cuộc kháng Mông Nguyên lần thứ nhất. Người anh thứ ba là Hoàng tử Quang Khải, tức Chiêu Minh Vương, là thượng tướng quân, văn võ toàn tài, không chỉ góp công lớn vào chiến thắng Mông Nguyên lần 2 và 3 mà còn để lại bài thơ Tụng Giá Hoàn Kinh Sư nổi tiếng. Người em là Chiêu Văn Vương Nhật Duật, cũng là một bậc văn võ song toàn, nổi tiếng với việc tay không dụ giặc, có cuộc đời được sánh với Quách Tử Nghi đời Đường ở Trung Quốc. Ích Tắc sinh trong hoàng tộc nên được sự giáo dục nghiêm túc, bản thân lại có tài nên cũng là một nhân vật nổi bật trước cuộc kháng chiến Mông Nguyên lần 2. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về sự ra đời của Ích Tắc như sau. Trước kia, khi Ích Tắc chưa sinh, Thái Tông mộng thấy thần nhân ba mắt từ trên trời xuống, nói với Thái Tông rằng: "Thần bị Thượng Đế của trách, xin thác là con vua, sau lại trở về phương Bắc." Đến khi Ích Tắc sinh, giữa trán có cái vết lờ mờ như hình con mắt, hình dáng giống hệt người trong mộng. Như vậy, người chép chuyện có thể bị hiểu là đã bênh vực cho sự phản bội của Ích Tắc. Bởi vì theo giấc mộng của Thái Tông, tiền kiếp của Ích Tắc vốn là người phương Bắc. Vì bị Thượng Đế phạt mà phải tạm đầu thai làm con vua Trần ở phương Nam, sau đó thì trở về Bắc đúng với nguồn gốc của mình. Điều này làm cho sự phản trắc của Ích Tắc mang màu sắc thần bí và dường như không bị xét đến động cơ. Vì dù sao sự quy hồi ấy cũng chỉ là hồi hương mà thôi. Hiểu theo một cách khác, người chép truyện đã không muốn làm mất mặt họ Trần. Vì giữa những nhân vật lẫy lừng và những chiến công hiển hách lại có một tôn thất bỏ chạy theo giặc. Hóa ra sự phản bội của mầm mống từ bên trong, từ trên cao. Dù rằng họ Trần không chỉ có một Ích Tắc làm phản. Trước Ích Tắc đã có Trần Di Ái, chú họ của Nhân Tông. Trong chuyến đi sứ sang nhà Nguyên đã bị người Nguyên mua chuộc, phong hầu. Những người cùng đi cũng được phong tước cả. Sau về lại được 1.000 quân của Sài Thung hộ tống. Thung ngang ngược hống hách, không kiêng dè ai. Chỉ khi Hưng Đạo Vương vào nói chuyện, hắn mới bớt kiêu ngạo. Tháng 6 năm 1282, bọn Di Ái bị trừng trị. Một tôn thất khác là Thượng vị Trương Hiến Hầu Trần Kiện, con thứ của Tĩnh Quốc Đại Vương Quốc Khang, cùng lưu thuộc là Lê Tắc, đầu hàng giặc vào tháng 2 năm 1282. Trần Kiện là anh họ của Nhân Tông, đã được phong tước hầu, nhưng khiếp sợ trước sức mạnh của quân Nguyên lại mang ảo tưởng được vinh hoa khi giặc diệt được nhà Trần nên đã bán mình cho chúng. Kiện bị gia tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là Nguyễn Địa Lô bắn chết. Tắc liều chết chở xác đi vài chục dặm rồi cũng chôn vùi đâu đó. Lê Tắc sau này viết quyển An Nam Chí Lược, tuy có những đóng góp nhất định cho đời sau nhưng mang tư tưởng của kẻ bên ngoài, thần phục Trung Hoa và có cái nhìn thiếu dân tộc. Khi cuộc kháng chiến Nguyên Mông lần thứ hai chưa diễn ra, Trần Quốc Tuấn đã viết tác phẩm Hịch Tướng Sĩ để sốc dậy tinh thần chiến đấu chống giặc của tầng lớp quý tộc. Vương biết rằng sau gần 30 năm thôi chiến tranh, tinh thần chiến đấu đã giảm sút đáng kể. Một số người quyền quý quay sang ăn chơi thụ hưởng, kể cả chơi những trò như đá gà, cờ bạc. Hơn nữa, thế giặc lúc đó đã mạnh hơn nhiều, vì sau khi diệt được triều Nam Tống vào năm 1279, Hốt Tất Liệt thống nhất Trung Nguyên và không ngừng xâm lấn các phía. Lúc này thế và lực của giặc và ta đã có sự chênh lệch. Giặc đông ta ít, giặc mạnh ta yếu, giặc thiện chiến ta nhiều năm không chiến đấu, giặc có tiềm lực mạnh, ta đất hẹp người thưa, tiềm lực yếu. Dù vậy, chúng là kẻ đi xâm lược, từ xa xôi đến, dẫu mạnh nhưng phải tốn nhiều sức lực. Ta là kẻ bị xâm lược, lòng dân phẫn nộ, sức mạnh về tinh thần rất lớn. Sau hội nghị Bình Than 1282, hội nghị Diên Hồng 1285, đây là thời điểm toàn dân đoàn kết, sát cánh bên nhau để chống giặc. Và cuối cùng trên dưới đã một lòng. Nhưng trong các tôn thất, có vài người tỏ ra khiếp nhược và có ý khác. Ích Tắc và Trần Kiện là hai trong số những người đó. Trong tác phẩm văn học và sân khấu, nhân vật Ích Tắc được xây dựng với bản chất nham hiểm, quỷ quyệt, một sự tương phản rõ rệt với Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Trở lại sự học hành của Ích Tắc, ta thấy rằng sử sách đã ít nhắc đến nhân vật này như là một người thông tuệ. Có lẽ bởi cái tội phản quốc là tày đình, che cả tài năng chăng? Cũng theo Toàn Thư, thì đến 15 tuổi,
Ích Tắc thông minh hơn người, lầu thông kinh sử và các thuật. Bản thân Ích Tắc là người thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Dù nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì là không tinh thạo. Từng mở học đường ở bên Hữu Phủ Đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thanh tài như bọn Mạc Đĩnh Chi ở Bàng Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu, gồm 20 người, đều dùng được cho đời. Kể ra sự học của Ích Tắc cũng khá hơn người, không phải dựa vào thế hoàng tử mà chảnh mảng đua đòi. Đã thế, ông còn có nhiều tài, không chỉ giỏi sử kinh, thông văn chương mà còn thạo những nghề vặt, những trò thường không dành cho giới quyền quý. Việc mở học đường, không rõ Ích Tắc làm thầy dạy hay chỉ mở cho người khác dạy, bản thân thu hút người tài về với mình. Nhưng việc tập hợp được những người đều dùng được cho đời, cũng thấy ông là người có khả năng nhìn người, có chí lớn, mặt nào đó có thể ví với Mạnh Thường Quân Điền Văn thời chiến quốc. Nhưng môn khách của Điền không thấy nhắc nhiều về tài năng đức độ, mà hình như việc tập hợp một lực lượng đông đảo đến hơn 3.000 người chỉ cốt phô trương thanh thế, ngoài một Phùng Hoan khác người, sau giúp tạo cho Điền phục chức. Còn môn khách của Ích Tắc đều là những người có thực tài, những 20 người. Trong đó Mạc Đĩnh Chi là một nhân vật kiệt xuất, một nhà ngoại giao có tài, khiến người Nguyên phải kính nể. Ngoài ra, Ích Tắc cũng có những công lao nhất định đến việc tạo điều kiện học tập cho một số hàn sĩ. Có thể Ích Tắc là một trong những người thúc đẩy sự trọng dụng người tài theo đúng khả năng của họ chứ không phải dựa vào nguồn gốc quý tộc. Trước đó, người anh họ của Ích Tắc là Trần Quốc Tuấn đã dùng một loạt người có xuất thân thấp như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Điện Lô. Đời Nhân Tông, vua cũng trọng dụng Đoàn Nhữ Hài, vốn là một nho sinh áo vải nhưng tài năng nổi bật. Năm Thiệu Long thứ 10 đời Thánh Tông 1267, Ích Tắc được phong Chiêu Quốc Vương. Hầu hết các hoàng tử và các tôn thất đều được phong vương, là một cách để củng cố quyền lực cho họ Trần. Ích Tắc tài năng hơn người, được phong vương cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, từ việc tập hợp nhiều người tài năng có thể suy đoán rằng ông ta từ sớm đã có những tư tưởng khác thường. Có thể Ích Tắc muốn tạo thanh thế, đồng thời quy tụ những người giỏi để tăng thêm thế lực cho mình, nhằm chuẩn bị những mục đích lớn lao sau này. Toàn thư chép: Ích Tắc có ý tranh đoạt ngôi trưởng đích. Ích Tắc đã từng gửi thư riêng cho khách buôn ở Vân Đồn, xin quân Nguyên xuống Nam. Đến nay, người Nguyên vào cướp, Ích Tắc xin hàng chúng để mong được làm vua. Người Nguyên phong làm An Nam Quốc Vương. Vậy đã rõ, từ lâu Ích Tắc không cam chịu mình là người dưới, muốn tranh đoạt vương quyền với anh, dù trước ông ta có đến mấy người anh cũng thuộc hàng lỗi lạc. Bản thân Ích Tắc tự phụ rằng mình có tài nên không chịu nhún nhường. Khi quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai, Ích Tắc cùng gia quyến đầu hàng giặc. Cần phải nói thêm là sự phản bội của Ích Tắc là có sự suy tính lâu dài, chứ không phải bộc phát khi thấy thế giặc quá mạnh. Vì ông ta trước đó đã liên lạc với khách buôn phương Bắc là những gián điệp làm tai mắt cho nhà Nguyên trước khi chúng xua quân sang xâm lược nước ta. Chắc chắn ở lại trong nước ông ta không thể nào tranh ngôi vua được, chỉ có cách phải mượn tay người Nguyên mà thôi. Nếu không có người Nguyên thì có thể lắm ông ta bằng cách này cách khác để đạt được mục đích. Giặc Nguyên thua chạy, Ích Tắc vỡ mộng làm vua rồi sống mòn mỏi trên đất Bắc. Toàn thư kể tiếp: Năm Trùng Hưng thứ 8 1292, Nguyễn Đại Phạp, có sách chép là Đại Pháp, đến nước Nguyên, người Nguyên gọi ông là Lão Lệnh Công. Đại Phạp tới Ngọc Châu và yết kiến các quan bình chương ở hàng tỉnh. Lúc ấy Chiêu Quốc Vương Ích Tắc cũng ngồi ở đó. Đại Phạp chỉ không chào một mình hắn. Ích Tắc hỏi: Ngươi không phải tên biên chép ở nhà Chiêu Đạo Vương đó ư? Đại Phạp trả lời: Việc đời thay đổi, Đại Phạp vốn trước là tên biên chép cho Chiêu Đạo Vương, nay là sứ giả. Cũng như Bình Chương xưa là con vua, nay lại là người đầu hàng giặc. Ích Tắc có vẻ hổ thẹn, từ đấy về sau, sứ ta đến, hắn không ngồi ở tỉnh đường nữa. Chắc đó không phải là lần hổ thẹn duy nhất của Ích Tắc, vì với tham vọng làm vua, giờ lại là kẻ lưu vong ăn nhờ ở đậu, thì hẳn ông ta thẹn thuồng lắm. Bởi vậy toàn thư mô tả kết cục bi thảm của Ích Tắc như sau: Sau khi quân Nguyên thất bại, Ích Tắc trong lòng hổ thẹn chết ở đất Bắc. Nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Khắc Thuần bình luận: Người ta được biết thêm một kiểu chết, đó là chết vì hổ thẹn.
Về sau, Phan Phu Tiên có sưu tầm nhiều tác phẩm của ông và đưa vào Việt Âm thi tập. Ông còn là tác giả của tập Cung Cực Lạc Ngâm Tập. Còn bình luận về cuộc đời của Ích Tắc, vua Tự Đức có bài vịnh: Tam nhãn hà lai phục sậu quy, nhất sinh học hạnh lưỡng tương vi, bình trương hàn lỗ ninh vô sỉ, chiêu đạo thư nhi thận vật ki. Tức là ba mắt sinh ra lại lội về, học hành đều trái cả hai bề, bình trương hàng giặc sao không hổ, chiêu đạo trò kia hãy chớ ghê. Từ Địa Vị là một hoàng tử thông minh, có học thức và hàng trí giả bậc nhất thời đấy. Vậy mà vì tham vọng bất chinh quá lớn, Trần Ích Tắc đã đánh đổi tất cả, để cuối cùng phải làm kẻ bán nước rồi sống lưu vong, nhơ để ngàn năm. Lịch sử dân tộc ta mãi mãi khinh thường những người như thế. Đời Lê có chiêu thống: kẻ manh tâm cõng rắn cắn gà nhà, để rồi phải chịu nhục ở đất Bắc,